Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của Bi. Hôm nay hãy cùng Bi đi đến đảo quốc Nhật Bản và chúng ta hãy cùng tìm hiểu dòng cá quốc bảo của Nhật Bản nha. Cá Medaka còn gọi là cá gạo Nhật Bản. Nếu bạn lướt ở trên YouTube và Facebook thì đôi khi bạn sẽ thấy một cái video đó là Spanish Fried Fish, tức là con cá Medaka này đó mọi người. Thì cá Medaka này là loài cá nhỏ giống như guppy, có nguồn gốc từ Đông Á. Hiện nay, cá Medaka trở nên phổ biến như một loài cá cảnh vì độ thẩm mỹ và màu sắc dễ chịu với ba màu chính là đen, đỏ và trắng. Medaka đã là một vật nuôi phổ biến từ thế kỷ 17 và được coi là dòng cá quốc bảo tại xứ sở hoa anh đào. Cá nhân mình thấy cá này rất là đẹp ha, chắc hôm nào mình cũng phải nuôi thử thôi. Rồi về môi trường phát triển thì cá Medaka có khả năng thích nghi cực kỳ tốt. Chúng có thể sống ở môi trường có nhiệt độ thấp 0 độ đến cao nhất là 42 độ C. Bên cạnh đó, độ pH lý tưởng của nước cho chúng phát triển một cách hoàn hảo nhất là từ 7 đến 8. Tức là loài cá này chịu nhiệt độ rất là tốt luôn. Hãy ví cá Medaka như một loài cây vì chúng sẽ phát triển tốt nhất khi có đủ ánh sáng mặt trời. Vậy nên hãy để bể cá ở môi trường bên ngoài có ánh sáng tự nhiên thay vì ánh sáng nhân tạo bạn nha. Một sự thật thú vị rằng Medaka là loài cá đầu tiên được con người đưa lên vũ trụ để thử nghiệm. Thật bất ngờ rằng chúng thích nghi được với ngay cả môi trường không trọng lực, nên loài cá này được xem là dễ chăm sóc hơn các loài khác nữa. Đặc tính sinh sản. Một trong những lý do cá Medaka được nhiều người ưa chuộng đó là chúng thụ tinh ở bên ngoài cơ thể. Từ đó chủ nhân có thể lai tạo nhiều màu sắc khác nhau mà họ mong muốn. Trung bình thì loài cá Medaka này sẽ đẻ khoảng 4.000 trứng mỗi năm. Thông thường trứng sẽ nở trong vòng 10 ngày ở môi trường nước 20 độ, nhưng quá trình nở trứng sẽ nhanh hơn nếu nhiệt độ nước tăng lên. Có một công thức phổ biến để tính số ngày ủ trứng là lấy 250 chia cho nhiệt độ. Một điểm đáng chú ý là khi nhiệt độ nước cao đến 30 độ thì rất dễ có khả năng xuất hiện cá thể Daruma, và khi bố mẹ là Daruma thì sẽ sinh ra những đứa con cùng loài. Lưu ý khi nuôi cá ngoài trời. Loài cá này thường được nuôi trong bể nhựa đen thay vì bể kính, nên việc vệ sinh bể cũng trở nên dễ dàng hơn. Chủ nhân có thể thay nước một lần một tuần với nước máy, không cần tẩy rêu như bể kính mà vẫn ngắm nhìn được màu sắc đẹp tuyệt vời của loài cá này từ trên lưng xuống. Đây là một dòng cá top view, chúng ta có thể chơi top view nhìn từ trên xuống rất ok, nhất là những hồ ngoài trời họ non bộ. Thêm vào đó, tránh để nước tràn ra ngoài bể vì cá có thể tràn theo. Vào những ngày hè nóng gắt, bạn nên phủ bạt hoặc là che lại hoặc là để bể ở trong bóng râm để đảm bảo được nhiệt độ lý tưởng cho cá phát triển và hoàn thiện. Về giá thành thì một cá thể cá Medaka bây giờ được bán ở bên ngoài với giá khoảng chừng 20 đến 25 đến 30 ngàn một con. Các bạn có thể tìm được ở một số địa điểm mà bán thủy sinh, và ví dụ như là thủy sinh tím, các bạn có thể dễ dàng mua thủy sinh tím, còn ở chỗ khác thì mình cũng chưa biết nữa. Rồi, vậy thì đó là một số những cái điểm đặc biệt, những điểm thú vị về loài cá Medaka này. Và bạn có đang nuôi loài cá Medaka này hay không? Thì hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Có những điểm nào thú vị, những điểm nào đặc biệt, hãy chia sẻ với mọi người nha. Trong thời gian tới có lẽ là mình cũng sẽ nuôi cái dòng cá Medaka này để trải nghiệm thêm những dòng cá mới cho nó thú vị các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha. Tạm biệt các bạn.